Quý vị các bạn thân mến, mình đang có mặt ở khu vực đèo Xẻ thuộc xã Trị Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Như quý vị đã các bạn đã biết đấy, thì hôm qua là khu vực xã Trị Yên, lượng nước ở sông Thương nó tràn vào xã Trị Yên rất mạnh. Hôm nay với sự tương thân tương ái của đồng bào giúp nhau vượt qua những cái lúc khó khăn, thì rất nhiều những cái đoàn thiện nguyện ở các nơi khác về đây để chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt, như là xe của đoàn thiện nguyện đây, CT15 đây, nối vòng tay lớn này, quý vị các bạn này. Lúc này là vào 11 rưỡi trưa nha các bạn nhé. Thời điểm này thì là mình cập nhật cho các bạn xem những đoàn từ thiện về xã Trị Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để làm công tác từ thiện. Rất chi là đông. Chị thuộc đoàn từ thiện nào đấy chị? Chị đang từ thiện của Bắc Giang. À Bắc Giang, ở huyện nào Bắc Giang? Thành phố Bắc Giang ạ. Dạ vâng ạ. Đây chị này. Thành phố Bắc Giang. Dạ vâng ạ. Chị này đoàn từ thiện mình mang về đây là những món quà gì để giúp đồng bào? Quà vào đây ví dụ như là mì tôm, các thứ, giả cả bánh mì, bánh miếng, nhưng mà không mang đi được. Dạ, những cái nhu yếu phẩm cần đúng thiết rồi. Nhất. Đúng vâng. Rồi. Nhưng mà bây giờ là họ đang cần nước. Dạ, họ rất là đang cần nước suối ạ. Dạ, cái đấy là thiết yếu nhất. Đúng rồi. Dạ, vâng. Nước uống bây giờ đang nước uống ở dưới đang ngập cho nên rất là cần thứ đó. Cần nước sạch. Rồi, nước sạch. Đó. Nước đóng chai đấy các bạn. Các cháu không rồi. Đi công viên những người dân đi. Vâng. Đấy, đi vào để cháu đi đây. Rồi kêu gọi mọi người ủng hộ nước sạch, hiện nay đang cái thiếu quan trọng nhất nha, là thiếu nước. Thiếu nước. Dạ, vâng. Sạch uống nhá. Vâng, như các bạn biết đấy, chị nói là hiện tại bây giờ là đang thiếu nước sạch các bạn ạ. Cái nước sạch là không quan trọng nhất. Bởi vì là hôm qua nước sông Thương tràn vào thì như quý vị các bạn biết đấy, là toàn bộ cái số lượng nước ở ao ở hồ là nó đục, cho nên là phải nó đục lên. Nó gây ô nhiễm, nó gây ô nhiễm chị ạ. Hiện nay đoàn xuống em xem thấy cái nước nó đỏ. Dạ vâng. Đây là đoàn thiện nguyện đây của chị đây, phải không? Thiện nguyện Lạng Giang đây. Đây là Lạng Giang, còn chị là Bắc Giang. Đây là Lạng Giang Bắc Giang. Vâng, Lạng Giang Bắc Giang. Chị dẫn ạ. Dạ. Bây giờ là cần nhất là được ủng hộ mỗi làng một cái thuyền, cái thuyền nhỏ để bơi, bởi vì bây giờ nó đang rất là ngập. À thế ạ. Thuyền. Có như nhà mà nước lên đến nửa nhà rồi. Dạ thế ạ. Không đi đâu được. Là cũng muốn mang thực phẩm đến cũng không mang được. Vâng, bây giờ dân ở trong vùng lũ là bị cô lập rồi ạ. Cô lập rồi, dạ. Đang bị cô lập. Đang cần thiết nhất là thuyền áo phao. Thuyền áo phao và nước phao và nước uống. Nước uống ạ. Nước đấy. Đây là đoàn thiện nguyện Lạng Giang nha quý vị các bạn nhé, đang hướng về vùng lũ. Khu vực này là thuộc xã Trị Yên, đèo Dẻo xã Trị Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đầu xã của xã Trị Yên. Em điện cho đoàn đi, em điện cho đoàn đi. Đoàn trả hàng thôi. Đây là đoàn thiện nguyện này. Đây các bạn này. Đây là mọi người này đến từ đâu chị? Em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ Vi Điền ạ. Câu lạc bộ Vi Điền. Vi Điền. Cô này đến từ Vi Điền ạ. Cô là câu lạc bộ trái tim yêu thương. Dạ, đến từ làng quê Vi Điền. Dạ. Khu công nghiệp Bình Chánh. Vâng, mình đến đây với lại cái tinh thần tương thân tương ái giúp đồng bào lũ lụt của xã Trị Yên này, với là những cái món quà là những cái gì là mì tôm rồi là các thứ thực phẩm thiết yếu ạ. Mì tôm, nước uống, bánh mì này, nước này. Dạ, dạ. Thị xã Trị Yên. Vượt qua cơn bão ạ. Các cô với lại cũng mọi người sức khỏe nhá. Đi mấy ngày nay rồi. Dạ, đi mấy ngày nay rồi ạ. Sớm vượt qua. Dạ vâng. Đây là đoàn thiện nguyện của bà con ở Vi Điền nha các bạn nhé. Sẽ cập nhật cho các bạn xem cái mực nước. Em ơi, anh cho em đi nhờ. Đây này. Thì tầm 3 giờ chiều ngày hôm qua bắt đầu là mực nước sông Thương nó tràn vào quý vị. Đến trưa ngày hôm nay thì cả khu vực này là bắt đầu là bị ngập hết đây. Và đến đèo Rẻ, tức là từ đây về đến sông Thương nó khoảng có cả hơn cây số nữa quý vị các bạn. Còn đây các cô các chị áo đỏ đây là ở Vi Điền nhé, câu lạc bộ từ thiện. Các cô ấy có cho mình biết là các cô ấy đi từ hôm qua đến hôm nay rồi. Anh ơi. Hiện nay cái thiết yếu nhất của bà con đây là đang là nước sạch các bạn.
cái nước sạch và thuyền, áo phao để bà con có cái phương tiện đi lại. Xuồng nhỏ quá nên là không đưa được. Đây bên trong này thì có gồm có sữa này, những cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất. 30 phút nữa để lên xuồng to. Con này nếu không có là con chưa là nấu chưa lên thôi. Đây là mình đang có mặt ở khu vực đầu xã Tri Yên, là khu vực đèo Rẻ nha các bạn. Thời tiết buổi trưa nay bắt đầu hứng nắng rồi các bạn ạ. Nước sông Thương thì nó ở mức lững lờ, nó có tăng nhưng tăng rất rất nhẹ thôi, không tăng nhiều nhưng mà hôm nữa. Bây giờ thì mời quý vị các bạn theo chân mình lên những cái địa điểm mà những xe đưa những cái hàng cứu trợ đến đây, ví dụ như là nước uống này, chào anh nha. Đây, quý vị các bạn đây, xe ô tô là những cái xe mà đưa những cái nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con của xã Tri Yên năm cô lập. Chiều ngày hôm qua bắt đầu là nước sông Thương nó tràn vào mạnh nhé, thì đến trưa ngày hôm nay thôi thì là nước nó đã tràn vào cách đầu xã Tri Yên, cách từ đây ra sông Thương thì khoảng hơn cây số nữa. Đây là những cái nước ngọt, những cái nước này là cần thiết nhất này.
Đấy, bây giờ thì quý vị các bạn theo chân mình đi lên bên trên khu vực bên trên này nhé. Những cái xe của những đoàn từ thiện vẫn còn đang đổ về đây buổi trưa ngày hôm nay. Qua đây thì chúng ta mới thấy được tấm lòng đùm bọc lẫn nhau, con người Việt Nam mình san sẻ qua những lúc khó khăn như thế nào, chúng ta sẽ cảm nhận được. Chào anh nhá. Còn trên này là những cái địa điểm này, địa điểm nhận hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt nha các bạn nhé. Trên này là khu vực địa điểm nhận hàng cứu trợ đây. Địa điểm này lúc này đã nhận được rất nhiều hàng cứu trợ cho đồng bào của xã Tri Yên đang bị cô lập ở khu vực bên trong. Đây, như các bạn thấy trên hình ảnh video ấy là còn có nước bình đóng chai này. Thời điểm này thì là cái thiết yếu này, nước bình đóng chai, áo phao, xuồng. Đây, những xe đang đưa những em đặt hai cái, sau đó là các chú ấy bảo thế là em mình đặt được cho ba cái ở dưới này. Cho anh hỏi xíu, đây là đoàn của mình hay là ở đâu đến đây em nhỉ? Đoàn này từ thành phố Bắc Giang. Thành phố Bắc Giang hả? Đây lại cũng một đoàn nữa thành phố Bắc Giang các bạn nhé. Anh chị đấy ủng hộ mấy chiếc thuyền? Anh chị đoàn mình là ủng hộ bao nhiêu chiếc thuyền này em? Ba chiếc thuyền thì sao anh? Ba chiếc thuyền. Còn lại là những ủng này, rồi là nước, đèn pin, thuốc, những cái thiết yếu nhất cần thiết trong những lúc bão lũ như thế này. Với lại em chuẩn bị 100 áo phao từ Hà Nội đây. 100 áo phao từ Hà Nội nữa, quý, rất đáng quý các bạn, rất chân quý, rất kịp thời luôn các bạn. Hôm qua thì nghe tin nước lũ bắt đầu đấy thì hôm nay buổi sáng hôm nay nhiều đoàn từ thiện đã về đây ủng hộ bà con xã Tri Yên. Đây cũng rất nhiều xe của cơ quan đoàn thể nhà nước đã về đây nha các bạn nhé, đang ở có mặt ở tại đây. Vâng. À, ôi trời, anh. Vâng, dạ anh cũng theo dõi ạ. Dạ. Vâng, vâng. Có lâu em hơi nhiều đấy. Có lâu em hơi nhiều, quá đà rồi phải không anh? Dạ. Vâng, mọi người thì đang hộ đoàn từ thiện rồi. Đánh đồ xuống đây. Đây, bây giờ thì mời quý vị các bạn vào bên trong này nhé. Xem những cái nhu yếu phẩm, những mặt hàng cần thiết để giúp đỡ bà con của xã Tri Yên thời điểm này. Đây, đoàn từ thiện để ủng hộ ba thuyền này các bạn ạ. Xem kiểm tra cái nào bỏ xem sát kiểm tra chỗ nào mới được rồi thì để cho em không là vay lắm. Chị, địa điểm mình nhận xong là phân phát đến các thôn đây phải không hả chị? Dạ vâng. Đây vâng, anh chào anh nhé. Dạ đúng không? Xong là tí là đưa vào các thôn luôn đấy anh. Dạ vâng. Chia đều cho các thôn luôn địa điểm này. À, thế ạ. Đưa tận hộ từng hộ. Vâng, đưa đến tận từng hộ gia đình ở bên trong anh nhỉ? 100 bao nhiêu nhỉ? Long Sơn 118. 118 rồi. 118 thùng nước. Quý vị các bạn thân mến, đây là địa điểm mà nhận xong là lát nữa là đưa tay đến tận tay từng người dân một nhé. Ở các thôn sẽ được chia đều ra. Cái phần quà từ thiện của những nhà từ thiện, những nhà hảo tâm đến đây giúp đỡ cho bà con ở xã Tri Yên. Bên
Ở đây có những nhà hảo tâm để ủng hộ những cái thùng nước suối La Vi đây. Mình ở đâu đây à em? Em ở trên Bắc Giang anh à. Bắc Giang hả? Bắc Giang xuống đây rất đông nha các bạn nhé, làm ủng hộ từ thiện này. Xã Trị Yên rất đông. Những đoàn xe từ thiện sau khi đưa hàng đến đây được sẽ được phân phối đưa xuống trên thuyền rồi đưa vào tận những hộ dân bị cô lập ở trong khu vực vùng nước lũ của sông Thương buổi chiều hôm qua nó tràn vào nhé quý vị các bạn nhé. Đấy, sau này sau khi xong thì mọi người bắt đầu cũng ra về, lúc này cũng trưa rồi. Em chào anh nhá. Anh ở câu lạc bộ ở trên Lạng Sơn hả anh? Không. Ở đâu? Anh lên mặc quần áo thôi. À, anh ở dưới vùng lũ này. À, anh dưới vùng lũ Trị Yên luôn ạ. À, đấy ạ. Vâng. Thế là lên đây hỗ trợ. Trị Yên. Dạ. Đang cũng đang đợi đoàn về hỗ trợ. Vâng. Từ giờ đến chiều chắc còn nhiều đoàn nữa anh nhỉ? Giờ đến chiều còn nhiều. Vâng. Anh chờ đến chiều là còn được báo là có 2 đoàn. À, thế ạ. Hiện tại giờ đang có 2 đoàn, một đoàn thành phố thì đang về. Vâng. Một đoàn trên lục Nam. Anh ơi, cái mực nước mà hiện tại bây giờ bên trong khu dân cư là nó ngập lên đến khoảng gỡ mấy mét rồi anh nhỉ? Trong cái đường chỗ khu đường đi vào chùa là chùa Vĩnh Nghiêm là bây giờ nó đang đi vào tầm khoảng 2 mét ngập đầu. Nhanh thế rồi ạ anh. Vâng. Thế còn ngay ở chỗ trước mặt mình ra đây ngay đấy này cũng nó cũng về vào cũng phải tầm 2 mét. Dạ. Nhanh nhiều. Mới chiều hôm qua nó đổ vào thôi mà đến ngày hôm nay nó à. Mấy hôm chiều tối hôm qua. Vâng, chiều tối hôm qua. Đi được. Vâng, tầm 3 giờ, 3 giờ 4 giờ. Đặt nước. Vâng. Những đoàn từ thiện đến đây mình nhận hàng xong bắt đầu mình phân phát phân phối cho từng người dân về thôn luôn. Dạ, xong là kiểu như là bố trí thôn nào là chuyển lên tay người dân bị cô lập ở trong đấy luôn anh nhỉ? Tận tay luôn. À, những cái lúc như thế này mới thấy tình thương mến thương của người dân Việt Nam mình nó mạnh mẽ đến mức độ nào các bạn. Tinh thần là lá lành đùm lá rách trong những cơn hoạn nạn của người dân Việt Nam mình thể hiện nhất là những lúc như thế này. Tuyệt vời. Khó khăn phải không? Thế rất tuyệt vời đúng không anh? Kịp thời. Nhanh chóng và mau lẹ. Em cảm ơn hai anh nhé. Okay. Dạ. Quý vị các bạn thân mến, nếu mà thời tiết mà cứ nắng như thế này nữa thì chỉ khoảng độ đến 3 đến 4 ngày nữa nước sông Thương, sông Lục Nam, hệ thống hai con sông ấy nữa sẽ rút khá nhiều đấy. Chỉ sợ là trên đầu nguồn, thượng nguồn là sẽ mưa thôi. Em chào anh em xuống thế này xíu nha. Chỉ sợ là trên thượng nguồn và đầu nguồn thì trên thượng nguồn ấy, đầu nguồn là nó mưa thôi các bạn ạ. Còn nếu không mưa mà cứ nắng như thế này thì mực nước sông sẽ rút rất nhanh. Từ sáng đến giờ thì là có rất nhiều đoàn từ thiện về đây rồi là phát quà từ thiện cho bà con nhân dân xã Trị Yên rồi. Quý vị các bạn này theo chân mình xuống dưới khu vực nước dâng này nhé, bắt đầu xã Trị Yên để cập nhật cái cận cảnh luôn cái mực nước. Anh cho em hỏi đây là
nước và quà của những đoàn từ thiện đến đây để ủng hộ đồng bào mình đấy ạ. Vâng, đây là tất cả là nước, mấy lại quà là của mấy anh em thân tín vừa xuống ủng hộ. Đây của một đơn vị hay là nhiều đơn vị anh? Của hai đơn vị thôi. Dạ, đơn vị ở đâu ạ? Ở Bắc Giang. Một là cũng là ở Yên Dũng, hai là ở Bắc Giang, đều trong địa bàn thành phố Bắc Giang cả. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Đây là hai đơn vị để cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất đấy các bạn. Cần thiết nhất, nước, mì tôm để giải quyết cái vấn đề khó khăn trước mắt đấy các bạn. Nhưng mà có đông mềm như này ngồi chật mấy hai hàng. Đây là cơm à? À, trong cái thùng kia là cơm à? À thế ạ, à, cơm mới sôi là để trong thùng đấy. Anh ơi, con ơi. Đây mọi người đang vận chuyển cơm với lại sôi trước các bạn. Không thì trong trường thời tiết nắng nóng như thế này thì dễ bị thiêu nhỉ cô nhỉ? Vâng. Đây các cô đây là cũng người dân ở đây. Nước lưng dâng tướng quan này nhanh nhỉ cô nhỉ? Tướng quan giờ 3 giờ chiều các bạn. 3 giờ chiều. Ba rưỡi 4 giờ là vẫn chạy mà. Nãy chiều hôm qua bên Tháo mà. Nước đang đứng như sao? Hôm qua em vẫn xuống tận dưới kia. Chiều hôm qua bên Tháo. Nhanh thật. Tháo vào thì mấy? Nước nhanh thật đấy cô nhỉ? Dưới đông quan thì đây lúc này những cái mặt hàng nhu yếu phẩm đang được người dân chuyển xuống cái thuyền nhé các bạn nhé, chuyển xuống cái thuyền để đưa vào trong cho bà con nhân dân bị cô lập ở bên trong. Cái này sẽ được phát chia đều lớp từng xóm nhé, đến tận người dân luôn các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị các bạn ạ, những thuyền lớn thì không thể đi vào trong này được, nên là những cái hàng hóa mà nhu yếu phẩm ấy, mọi người phải vận chuyển xuống những cái thuyền nhỏ ấy. Sau đấy thì bắt đầu là đưa lên ra, đưa lên thuyền lớn nhá. Đưa lên thuyền lớn bắt đầu. Và đưa vào trong cho người dân. Mình có những gì đây Huyền? Có đồ ăn với cả nước uống mì tôm hả? Bê tông bảo an. Bê tông bảo an hả? Vâng. Đến đây hỗ trợ đồng bào xã Tri Yên, huyện Yên Dũng đây đúng không? Vâng. Công ty, địa chỉ công ty của mình ở đâu rồi em nhỉ? Đại Giáp. Đại Giáp, Đại Giáp. Lạng Giang. Đây là đoàn này, trên Lạng Giang. Công ty bảo an đây các bạn này. Công ty bê tông ạ. Công ty bê tông bảo an đây nhá. Cùng hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt của xã Tri Yên buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thì vào tầm hơn 12 giờ trưa rồi. Năm mọi người đang vẫn rất bận rộn với công việc của mình. Để làm sao mà đưa những cái món hàng tới cho bà con đang bị cô lập ở trong vùng trong rốn lũ nha các bạn nhé. Thank you.
ngoài thì đi ăn đi. Ai ở đây có biết ai cởi cái thuyền ở đây chị ơi? Thẳng lắm mày. Mày nghĩ cái điều gì đây? Xe là xe thiện nguyện. Vâng. Còn mình đến chở cho đoàn ở Long Biên đúng không anh? Xe thiện nguyện cá nhân. Cá nhân này mình là đến làm công việc thiện nguyện để chở những cái hàng hóa nhu yếu phẩm để cho hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt thuộc xã Chi Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang này các bạn. Anh thì là bên Hiệp Hòa nhé, chở cho đoàn bên Long Biên. Đoàn bên Long Biên thì đưa về đây rất nhiều những cái chung cư gì anh? Gen Việt Bắc của Long Biên. Chung cư Gen Việt Bắc. Một tập thể chung cư Gen Việt Bắc. Tập thể chung cư Gen Việt Bắc là ủng hộ cho bà con xã Chi Yên thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang mình. Cái ngày hôm qua là quý vị các bạn đã biết tầm 3 giờ chiều là bắt đầu nước sông Thương nó bị tràn đê các bạn. Thì hiện tại bây giờ nó ngập và đến đầu xã Chi Yên rồi. Bà con ở chung cư Gen Việt Bắc là ủng hộ vào những cái nhu yếu phẩm như các bạn này, như sữa này, nước suối rồi là những cái nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Đấy bà con lúc này đang hưởng nắng này các bạn, trời nó oi kiểu này là vẫn mưa đấy cô nhỉ, và oi cái kiểu như là oi muốn mưa, thời tiết nó xung dịu. Vâng, dạ không có nước luôn ạ. Nhưng mà giờ phải vừa phải lên nhà đánh chú ăn cơm. À thế ạ. Nước không có, điện không có, mạng mạng không có. Vâng, đây là nhà cô, đây là đầu của xã Chi Yên. Đây nhà cô đầu xã Chi Yên. Vâng, xã Chi Yên được quán karaoke ngập hết một phòng rồi. Dạ. Hai máy đá sạch cũng ngập hết rồi. À thế ạ. Khoa nó dâng nhanh quá đúng không cô? Không rõ tay kịp. Không kịp nghĩ là nó lên đến đây đúng không ạ? Không rõ tay kịp. Vâng, vâng đúng rồi, chính xác. Chỉ cần và sơ sẩy một cái là nước đã vào đến tận trong này rồi. Quân phòng chống rất chi là mạnh, không thể. Vâng. Quý vị thân mến, các bạn thân mến, hiện nay lại có những đoàn hỗ trợ đây. Đoàn từ thiện hỗ trợ đến tiếp tục đến nha các bạn nhé, quý vị các bạn nhé. Lúc này là hơn 12 giờ trưa rồi. Cái đoàn hỗ trợ từ thiện cho bà con của xã Chi Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vẫn đang đổ về đây. Quý vị các bạn thân mến, buổi ghi hình video của trưa ngày 12 tháng 9 năm 2024 về những đoàn từ thiện hiện nay đang hỗ trợ cho bà con của xã Chi Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang buổi trưa ngày hôm nay đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Hôm nay thì cũng có rất nhiều đoàn từ thiện ở những nơi khác ở quanh tỉnh Bắc Giang mình đang đến đây để hỗ trợ. Đây ví dụ như là đoàn từ thiện này có hỗ trợ một chiếc xuồng này khá lớn này. Ngoài ra lại còn có những cái nước suối, những cái nhu yếu phẩm Bảo Ngọc. Đây là bên chỗ Bảo Ngọc Aerobic nhỉ? Đúng rồi. Anh, đây là bên Bảo Ngọc Aerobic nha các bạn nhé. Bảo Ngọc Aerobic thì hỗ trợ cho bà con nước, trên thuyền, nước uống. Dạ, anh đây là bên đoàn đấy luôn ạ. Đoàn của đấy luôn, đây anh giám đốc đây. À đây anh giám đốc đây ạ.
Dạ. Đây là các anh chị bên Bảo Ngọc đây. À, chị bên đây là chị bên Bảo Ngọc Aerovic đây các bạn nhé. Nhìn có đây đoàn của chị là ủng hộ bà con nước uống này, nhưng cái này là cần thiết thời điểm bây giờ. Như lúc nãy là có đoàn của cô ở Hà Nội nói là cần thiết nhất là nước suối, thì đoàn của chị Bảo Ngọc này là ủng hộ đúng lúc kịp thời nhất là nước suối là cái cần thiết nhất và nước sạch. Hiện nay bà con ở trong khu vực bên trong đang thiếu thốn cái nước sạch, cực kỳ thiếu thốn nước sạch nha các bạn nhé. Đây mình theo chân của đoàn của chị Bảo Ngọc xuống khu vực dưới này nha các bạn nhé. Hết má đây. Ai đỏ là được, không đi đâu. Sợ đâu. Tắm lên, tắm lên. Rồi, ok, ok, đi lên. Đây, lúc này bà con
con bơi thuyền để đưa cái nhu yếu phẩm vào bên trong. Một số thì vận chuyển vào những cái thuyền lớn như các bạn. Quý vị các bạn thân mến, lúc này những đoàn từ thiện cứu giúp đồng bào lũ lụt của những đoàn từ thiện khắp nơi ở trong khu vực tỉnh Bắc Giang cũng vẫn đang dần dần đến nha quý vị các bạn nhé. Video của mình đến đây thì xin kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video rất nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.